còn có gì đi số gì đây, số gì thì mày thì ra còn có gì đây, mày thì ra 18 tuổi đời hồng ơi em đẹp lắm, em sống thiên nhang em sống kim cương, hồng ơi em sống mãi muôn đời, hoa đất tây đâu có người mà em gái 18 tuổi đời tóc ngang ngang dài quê hương em cho mãi ngàn đời đó hoa hồng thơm ngát và Việt Nam 28 số gì đây có nắm gì đây nắm gì ra nắm gì đây nắm gì đây quá cấm tư hương nồng nhưng khi nào cuộc đời này sao lắm sao mấy con mình gì ra có ba gì đây ba gì đây ba gì ra Hà Nội mùa này lòng bao đôi đẹp gái lắm, có chồng hai lần, ai đám cưới hai lần đó bà. Giờ theo chân em theo đó xuống đám cưới nha mọi người. Đó bây giờ Kim Ngân nè, Khánh Du nè, rồi Minh Lưng nè, đó. Bây giờ đi nha, bây giờ đi xuống dưới khoảng một tiếng đồng hồ là tới chỗ đám cưới nha mọi người. Đó mọi người theo chân em nha. Rồi, bây giờ là hành trình trên đường đi từ Long An tới Cần Đước nha mọi người. Xuống dưới nhà người đẹp Lệ Tuyền. Hôm nay cô ta lên xe bông đó, cô ta lấy chồng lần hai đó, giống Diễm Hương quá chừng rồi mọi người ơi. Diễm Hương cũng hai lần lên xe qua lên xe bông luôn, hai lần đò đó Diễm Hương, hai chuyến đò tình đó, hiểu không? Chín giờ chiều đưa em về bến cũ. Trời ơi, làm thơ luôn kìa. Suốt cuộc đời không ai lấy trơn, cái toàn là cuốn gói thêm trái. Chết rồi, chứ này về là đám cưới chính ơi. Anh Lưng lại kè chị kìa, Lưng ơi, 500 mới kìa. Mấy chị em đang trên đường vô nhà, chị đi tiền nha mọi người. Đây mà vô giống sao ta? 7 cây số. Cây số hả? Rồi đó. Long trọng ở nhà 8. Dàn kim sen không? Nghĩa phu thê, dây trầu quấn lấy thân câu, tin chồng nghĩa vợ bên nhau trọn đời. Và không thay mặt, không quên thay mặt anh rể và chị gái, kính chúc cho quý vị dùng một buổi tiệc rượu thật là ngon miệng trên đường ra về Tường Lộ bình an và gặp nhiều may mắn. Và toàn nhóm chúng em đến đây để phục vụ cô chú khách chị và sang kẻ cho quý chú cô chú khách chị đến đây luôn ha. Chung vui, có yêu thích âm nhạc thì đăng ký với em luôn ha quý vị ha.
Đón chào qua tiếng hát của người đẹp Bồi Nhi. Đó, gửi những nhạc phẩm rất ý nghĩa tặng cho cô dâu và chú rể. Vâng, kính thưa quý vị ạ, và quý vị sẽ đến với một chương trình Loto Show nhé. Vì những tờ lá vé chúng em phát ra hoàn toàn miễn phí, không mất một nghìn đồng nào của quý vị hết. Nhưng mà sẽ có những bao lì xì, những món quà của cô dâu và chú rể tặng cho quý vị nhân dịp năm mới cũng như là nhân dịp đám cưới ngày hôm nay luôn ạ. Và mong cô chú các anh chị mình cùng nán lại đi ha. Sau một tiếng nữa chúng em sẽ sổ dòng lại đầu tiên nhé, vì những tờ lá vé phát hoàn toàn miễn phí và không mất tiền cho quý vị đâu ạ. À, vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay Nhi rất là vui cũng như là vinh dự khi mà được đến đây cùng tham gia tham dự với tất cả quý vị cũng như là chúc mừng cho anh chị Thư Nguyễn và anh Phong Tây Lạc có một ngày đám cưới rất là hạnh phúc và chúc cho anh chị trăm năm đầu bạc răng long. Và cũng như để tiếp tục cho chương trình thì xin mời các quý vị đến với ca khúc rất vui của Bồi Nhi ngày hôm nay, ca khúc với chủ đề yêu đơn phương. Xin mời các quý vị cùng lắng nghe. Giải hai và giải nhất à. Rồi, và để liên tục chương trình ca nhạc ngày hôm nay, quý vị thưởng thức qua tiếng hát của người đẹp kế tiếp. Người đẹp Ruby. Vâng, mình lần đầu tiên và Diễm Hương xin kính chào tất cả quý quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày vui của Lệ Tiền, Lệ Chúng Sức Khỏe và Lệ Chào trân trọng nhất. Và ca khúc đầu tiên và Diễm Hương sẽ đến tập thể quý vị nhà phẩm được mang tên 10 năm đợi chờ. 10 năm đợi chờ mới có ngày hôm nay quý vị ơi. Xin cảm ơn tiếng hát của anh rất nhiều. Và trở lại chương trình ca nhạc, quý vị lắng nghe qua tiếng hát của theo lời yêu cầu của cô dâu và tiếng hát của người đẹp Lan Trinh. Má ơi, Lạng Trình, má ơi. Số hàng ngang, và số lưu, số mờ, cô chú chị Bình dơ cao tay vé lên để bên trên chúng em thay đổi nhanh chóng lại làm cho cô chú chị Bình tấm lá vé nha. Và món quà đầu tiên giải ba đang chào đón cô chú chị Bình tấm lá vé trên tay. Là một bao lì xì. Cô chú chị Bình nha. Một bao lì xì đến với cô chú chị Bình như một món quà đầu năm gửi đến cô chú chị Bình. Rồi giờ đây tấm lá vé trên tay cô chú chị Bình trải đều ra cô chú chị Bình. Bên trên chú em ngẫu nhiên chưa ra từng con cờ, cô chú chị Bình có con số nào cô chú chị Bình dùng tâm chọt cho con số đó giùm em. Với bốn con số là cô chú chị Bình đọc giải nha cô chú chị Bình nha. Và giờ đây dòng loại đầu tiên Loto Show chú em sẽ được vé. Bắt đầu. Loto Show đã đúng rồi. Rồi kéo toàn đi mẹ ơi. Kính thưa quý vị, và sau một chương trình Loto và một nhạc phẩm nữa thì chúng em đưa ra chương trình Dancer nha. Đó mấy chị ơi, rất là nóng bỏng, rất là hot luôn nha mẹ. Rồi chúng em sẽ lên phiên thay đổi. Lên đây cứ rồi nè bé. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Người đẹp Tuyết Nhung trở về sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
18, 28, 28 số gì đây, có nắm gì đây, nắm gì ra, nắm gì đây, nắm gì đây, quá cấm tư hương nồng. Vừa qua có một chị gái rất là dễ thương bên họ nhà trai đọc giải nha đó. Dạ, dòng loài 086 đúng loài 16 vừa kêu ra. 16 có 1. Bảo Hưng về chờ về sân khấu Bảo Hưng. 23. 23 có 2. 48. 48 có 2. 53. 53 hợp lệ. Dạ hợp lệ ạ. À. 7 bóng hả? Để coi coi 16 vừa kêu ra có 1. 28. 43 chưa có. 59 là đợi 43 đó chị Trinh. À cô 7 bóng ơi. Cái số em chưa được may mắn, em chỉ có 3 con thôi. Thì cũng xin chúc nhìn họ nhà trai cũng là được đọc giải, mình đi có công là về có lộc đó nha. Đây lì xì được một phong bao lì xì giải 3 là 200k, giải nhì 300 và giải đặc biệt là 500 nha quý vị. Rồi xin mời cô. Vậy nhớ dò lòng sao nếu may mắn cũng đoạt giải nha cô nha. Rồi kính thưa quý vị, vậy để đi tục chương trình ca nhạc, quý vị hướng mắt về sân khấu chỉ có một nhạc phẩm nữa thôi. Thì quý vị đến một chương trình đặc biệt là chương trình Dancer.